Ngày 28 tháng 12, thông qua công tác quản lý địa bàn và quản lý người nghiện ma túy, Công an thành phố Trà Vinh phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại khóm 2 phường 7 thành phố Trà Vinh. Theo đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp Công an phường 7 triển khai lực lượng kiểm tra bắt quả tang bà Phan Bích Hải 58 tuổi, ngụ khóm 2 phường 7 thành phố Trà Vinh đang có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Hoàng Phương 30 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần. Tang vật thu giữ là một đoạn ống nhựa, bên trong có chứa chất nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác của lực lượng công an, bà Hải đã giao nộp 12 đoạn ống nhựa, bên trong có chứa chất nghi là ma túy, giao cho lực lượng công an và khai nhận các đoạn ống nhựa trên đều là ma túy, loại heroin, mua 70.000 đồng một tép với mục đích bán lại cho người nghiện với giá 100.000 đồng một tép. Vụ việc đang được Công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.